Hà Vũ Nhân, 35 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành. Mình giới thiệu với. Dạ, em tên là Minh Ánh. Tuổi thì em xin giữ bí mật đấy. Em muốn bạn trai đoán. À, chút xíu nữa bạn trai đoán phải không? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện giờ em đang là nhân viên pha chế ở quận Nhất. À, làm trong quán bar hay quán cà phê hả em? Dạ, nhà hàng chị. Nhà hàng. À, mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình. Thoải mái lên, tự tin lên, nói lớn lên. Em thì cũng biết nấu ăn, nhưng mà không biết người ta ăn được không. Cũng biết cắm hoa, biết làm bánh lăng, cũng biết ca hát. Biết ca hát. Làm câu đi em, cho nó sung lên. Anh ơi, anh nắm tay em đừng ngại ngùng, đi bên nhau đến cuối chân trời. Xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời, xin cho anh với em mà thôi. Hết rồi. Hết rồi. Nghe vui ha. Dạ. Bạn có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì, những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết? Ưu điểm của em thì cũng hiền, cũng vui vẻ. Khuyết điểm thì hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ. 35 tuổi là cũng tuổi đã lập gia đình, có con cái rồi, sao bạn vẫn bị ế vậy? Dạ, thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi. Chia tay cũng được gần một năm. À. Mà lý do tại sao chia tay? Nhà bạn gái thì cũng không thích cái tuổi. Chị tuổi à hả? Dạ. À, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có một mối tình chính thức và mấy cái lẻ tẻ. Mối tình chính thức đó quen được bao lâu? Dạ, 3 năm. Thì quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân? Dạ, tại người ta muốn lập nghiệp ở quê. À, vậy bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hiền lành, không lười biếng, công việc ổn định, hài hước một xíu. Hài hước một xíu, đúng rồi, vui lên cho cuộc đời nó vui lên đúng không? À, lãng mạn một xíu. Bạn trai có lãng mạn không? Dạ, cũng có ít. Bạn có tài lẻ như ca hát không? Dạ, cũng có biết hát một tí. Rồi, hát tí nghe chơi thôi. Cho bên kia nghe kìa. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm, dấu vết chân em qua bao nhiêu lần. Lời dù đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nông lên màu mắt. Bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái đó thì biết chia sẻ, chung thủy, gọn gàng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Cao cỡ 1m50-60 được không được? Cao được nhiêu? 1m50 chứ. 1m50 hả? Để anh Quang coi coi khoảng 1m50-60 gì đây. 1m50. À, chào em. Anh ở bên kia cũng ít nói, em cũng ít nói như vậy. Rồi giờ tính sao? Không, em không có ít nói đâu, tại rung quá. Rung quá hả? Nãy giờ muốn xỉu rồi. Đừng có xỉu nha. Có ai làm gì đâu muốn xỉu. Rung quá. Rung là hồi hộp gì anh kia hay là rung nghĩ gì? Hồi hộp. Hồi hộp rồi, không biết anh kia sao vậy hả? Dạ. Em tưởng tượng anh kia thế nào? Cao em, mặt hiền hiền. Còn gì nữa? Nói nghĩ ra thôi. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Hình mẫu nào đó? Dạ, như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Rồi, đơn giản vậy ha. Ồ, mặt này đẹp trai chứ bộ. Giống giống cỡ Lương Thế Thành chứ đâu có vừa đâu à. Trời chị, em chắc không cao bằng Lương Thế Thành. Điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Nói chung là lẩm thẩm không gọn gàng chị. Em có tật xấu gì không? Thì tật xấu ít nói. Nói câu dài dài chứ có nói gì cục. Câu nào trả lời câu đó giống như điều tra sách hỏi vậy. Giờ để dành dụm được nhiêu rồi? Cũng được vài chục triệu lấy vợ. Vài chục triệu lấy vợ. Thấy thật thà. Trai dễ thương quá trời luôn mà sao cái này khó quá, hai người này sao đây? Rồi do hai người thôi, bây giờ mình thấy hai người gặp nhau biết đâu à, nhìn nhau người ta nói nhiều hơn sao đúng không? Có đi với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mình thấy cái bạn trai bên đây thì cũng hiền, mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được, cũng phải có cái thời gian đó. Dạ xin hết. Rồi cảm ơn chị. Em có đi với ai không Gương, em trai? Dạ em đi với chú em, là gia đình chú Tám chứ chú Chín, với là em họ. Dạ chú Tám thấy sao chú? Dạ chú Chín. Chú Chín thấy sao chú? Tôi thì nãy giờ quan sát thì thấy cháu gái bên này cũng được, cũng vui vẻ, cũng có nét hiền. Cháu Nhân có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền, ít nói, nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh, sống hòa đồng. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Chính. Sao chú Tám, ý kiến sao chú Tám?
Trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền, có công việc ổn định. Còn cái việc mà quyết định hay không thì do giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định. Rồi, cảm ơn chú. Rồi kéo màn, chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Nào, đó, nói chuyện đi. Tăng hết mất hoa. Lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào? Anh nhìn hiền dễ thương. Anh có đoán được tuổi em không? Em thì chắc cả 6-7 tuổi gì không. Em 30 rồi. 30. Em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á, khi mà tranh cãi với nhau á, thì ai là người làm hòa đầu tiên? Bạn trai thì nên chủ động làm hòa trước. Dạ. Giờ em đang run quá, làm sao em hết run. Làm sao hết run thì lại nắm tay cô ấy một cái. Lại nắm tay cô ấy, nói em hết run thì mang cái đi. Nắm tay vô. Rồi em bớt rung. Từ từ đứng nhìn thẳng vô mắt nhau, nói em bớt rung giùm anh cái. Nói đi hai người. Nắm tay sao buông rồi. Nắm chặt vô. Đừng có buông. Nắm vô. Đó đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau. Đứng khoảng độ chừng nửa tiếng coi có thấy gì không. Nhìn vô. Ờ cái đây cho 2 phút. Không hợp thì cãi tôi muốn cho mấy phút tôi cho. Đứng im nữa nha để tôi 8-9 nhìn coi có hợp không. Hả? Cho em về chỗ cũ. Trời đất ơi. Mất cỡ quá hả? Dạ. Nắm tay có thấy gì chưa? Thấy lạnh lạnh. Tim có đập gì chưa? Có đập sơ sơ. Đập sơ sơ rồi hả? Rồi thôi bạn gái nói một câu gì để mình kết thúc. Thôi bỏ qua đi anh. Bỏ qua. Hai người này chắc động phòng phải kỹ quá. Sao em? Nói lên cái cảm xúc của mình. Bây giờ lấy nắm tay sao mình cảm nhận, ánh mắt anh nhìn thấy sao, nói thật đi. Anh có nhìn em đâu. Em có nhìn ảnh không? Có. Em thấy sao? Thấy lung linh long lanh. Lung linh long lanh. Thấy lạ quá nha. Thôi được rồi, thôi quay lại đi. Hai cái cục bột này. Đây, nút nha, suy nghĩ thật kỹ. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm mới quyết định nha. Suy nghĩ lại coi nắm tay nãy thấy cảm giác cái gì, nhìn nhau thấy cái gì. Quyết định từ con tim, giống như chú 8 chú 9 đó. Giao quyền quyết định cho con rồi đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên. Em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên. Chưa thấy ấn tượng lắm đúng không? Dạ. Chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ. Bạn gái thấy sao? Cũng hơi buồn một xí. Nhưng mà cũng mong anh tìm được một nửa của anh. À, anh chúc em được một nửa của em. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hy vọng các bạn sẽ sớm tìm cho một nửa yêu thương nào đó. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Em ơi, người Sài Gòn ạ. Quê em ở Ninh Thuận. Em là người Hàn Quốc. Em đã có gia đình rồi. Em đã ly hôn một lần rồi chị. Em 3 ngày tắm một lần. Em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược. Cao to đen và đặc biệt phải hôi ạ. Trắng đẹp và thơm, và thơm. Chị anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.